Hôm nay thì thưa quý vị, tình cờ xem qua cái trang Facebook cá nhân của Lộc Vườn Cây đó thì lại thấy cái clip này. Cái clip này là cái clip mà cách đây cũng gần 2 tháng thì bên phía của Hồng Phượng đã đánh gậy bản quyền Quốc Võ đây quý vị. Mà đến hiệp thời điểm này thì vẫn còn cái gậy bản quyền đó chưa gỡ. Nói chung là nếu mà cái người mà đánh gậy bản quyền mình mà họ không gỡ đó thì trong vòng khoảng 3 tháng thì sẽ được tự động là YouTube họ gửi cho mình luôn. Đó. Và nếu như mà mình đánh trong vòng 3 tháng đó mà mình bị đánh ba gậy thì coi như là mất mất luôn cái kênh YouTube đó luôn quý vị. Ha, thì Quốc Võ đang bị một gậy bản quyền của Hồng Phượng đánh vì cái đoạn clip này. Cái đoạn clip là cái đoạn clip di chúc miệng này quý vị. Thì hôm nay thì tình cờ là mình vào trong cái trang Facebook cá nhân của Lộc Vườn Cây đó thì mình thấy Lộc Vườn Cây có chia sẻ là cái clip này và hầu như là ai cũng đã xem qua cái clip này rồi quý vị. Nếu những người nào mà theo dõi cái drama của bên phía của gia đình anh Vũ Linh đó, thì đều biết cái clip này là trong một cái tiệc nhậu ở trong nhà thôi, ngồi ở dưới đất. Thì trong cái tiệc nhậu đó thì chắc chắn là gồm có anh Vũ Linh, rồi ca sĩ Đông Dương, rồi Hồng Phượng, rồi cô Sáu Hồng Nhung và ai đó nữa đó, với nói chung là một vài những cái nhân vật ha. Nhưng mà chắc chắn 100% là không có Hồng Loan ở trong này. Thì trong cái buổi đó thì trước khi mà quay cái clip này lên á, trước khi mà anh Vũ Linh nói cái chuyện đó thì không biết là ai khơi mào về cái chuyện cái căn nhà này để lại cho ai vân 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 vân, mình không biết tại vì không có ghi âm cái đoạn đó mà chỉ có quay cái đoạn bắt đầu từ lúc mà anh Vũ Linh nói thôi. Ví dụ như anh Vũ Linh đã nói như thế này quý vị, bây giờ Quốc Võ coi như là mở mình lại một lần thứ hai nữa để cho mọi người xem. Nhưng mà cũng xin là Hồng Phượng đừng có đánh gậy anh thêm một lần thứ hai nữa nha em. Cái này là mình chỉ mở lên để cho mọi người mình xem thôi. Tại cái clip này là cái clip mà ai cũng đã xem rồi. Nhà cũng nói nhà có ai bây giờ? Nhà này nhà số mấy cậu? Số 5 Đoàn Thị Điểm. Đó, tức là anh Vũ Linh ảnh xác định trong cái lời nói thì anh nói là nhà này là nhà của nó chứ nhà của ai bây giờ. Thì coi như là bên phía của Hồng Phượng khơi mào nói rằng là nhà này là nhà số mấy cậu, để coi như là xác định ha, để xác định lại căn nhà này là nhà số mấy. Như vậy là khi cái người mà họ quay cái clip này là họ cũng đã có một cái ý đồ gì đó, thế là một cái mục đích khi quay cái clip này rồi. Là nhà của Hồng Phượng, Lê Thị Hồng Phượng. Đó là nhà của Hồng Phượng, Lê Thị Hồng Phượng, thấy không ạ? Ông giỏi ông ngoan nha. Đó thì ngay ngay cái lúc này là ngay cái lúc này là tất cả mọi người đều nghe thấy trong cái buổi nhậu đó, tất cả mọi người nghe thấy trong đó có bao gồm luôn có cả là ca sĩ Đông Dương. Đó thì ca sĩ Đông Dương lúc này là đang là bạn bạn thân của Hồng Phượng hay là quay chung những cái MV, những cái phim ngắn hoặc là video clip gì đó quý vị. Đó thì ca sĩ Đông Dương mới Nói nói rằng là sao thì tụi con cháu nghe vậy nhưng mà con làm chứng. đó, cậu nói sao con cháu nghe vậy nhưng mà con làm chứng ha, đó là ca sĩ Đông Dương coi như là nói về vấn đề này đó. Bởi vì ca sĩ Đông Dương cũng có nói thêm rằng là như thế này là sau này coi như là không còn phải mướn nhà trọ nữa, bởi vì nếu như cái nhà này mà thuộc về Hồng Phượng đó thì ca sĩ Đông Dương sẽ được ở miễn phí đó. Để lâu lâu con đi đâu đường sách ra rồi đó con ghé đây con ngủ ké, À. bán là cậu Năm chỉ mua cho một chiếc xe hơi và cũng cho thêm mấy tỷ làm vốn con căn nhà này con ở đã đọc. Đồng thời là để làm sao là phủ thờ không được bán gì. Đó, tức là sau này để ở đó, đồng thời là để thờ phượng thôi, không được bán gì hết đó. Đó là cứ như là cái đoạn này thì tất cả mọi người đều đã nghe qua hết rồi quý vị, nó không như không có mới mẻ gì cả ha, tất cả mọi người đã nghe. Thì cái lúc này thời điểm này là thời điểm được những người ở trong cái tiệc nhậu này họ khai mào đó, họ khai mào để coi như là làm một cái bằng chứng
một bằng chứng đó. Ở đây có rất là nhiều những cái lời bình luận của khán giả. Đó, quý vị. Khá nhiều lời bình luận của khán giả bên dưới này. Và sau đó thì thưa quý vị, Hồng Phượng đã lập vi bằng cái đoạn clip này quý vị. Và thừa phát lại đã ghi đoạn ghi hình nêu trên vào đĩa để đính kèm vi bằng này. Bà Lê Thị Hồng Phượng trình bày rằng là vào tối ngày 13 tháng 1 2021 tại ngôi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Văn Ngoan, tức nghệ sĩ Tú Vũ Linh, sinh ngày 10 tháng 12 1958, mất ngày 5 tháng 3 2023. Ông Nguyễn Đông Dương, sinh năm 1987, và một số người khác đã có buổi họp mặt gia đình. Tôi, Lê Thị Hồng Phượng, đã dùng điện thoại iPhone 7 Plus để quay phim lại cái quá trình ông Võ Văn Ngoan, tức nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và ông Nguyễn Đông Dương phát biểu. Nay tôi xuất trình đoạn ghi hình video nêu trên để làm chứng cứ. Ông Nguyễn Đông Dương trình bày rằng là tôi, Nguyễn Đông Dương, là cháu có quen biết với ông Võ Văn Ngoan, tức nghệ sĩ Tú Vũ Linh, sinh ngày 10 tháng 12, 1958, mất ngày 5 tháng 3, 2023. Vào tối ngày 13 tháng 1, 2021, tôi, Nguyễn Đông Dương, có đến nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận để thăm ông Võ Văn Ngoan, tức nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tại đây, tôi, ông Võ Văn Ngoan, tức nghệ sĩ Tú Vũ Linh, và một số người khác đã có cuộc họp mặt gia đình. Tôi, Nguyễn Đông Dương, xác nhận rằng hình ảnh và giọng nói của hai người đàn ông xuất hiện trong đoạn ghi hình do bà Lê Thị Hồng Phượng xuất trình trên đây là tôi và ông Võ Văn Ngoan, tức nghệ sĩ Tú Vũ Linh. Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật rằng tôi lời trình bày này là hoàn toàn đúng sự thật, không có bất kỳ gian dối. Khi đoạn ghi hình nêu trên được phát, chúng tôi nghe thấy nội dung như sau. Một giọng nam: cái nhà này bây giờ nhà của nó chứ nhà của ai bây giờ? Giọng nữ nói: nhà này nhà số mấy cậu? Giọng nam một nói: số 5 Đoàn Thị Điểm là nhà của Hồng Phượng, Lê Thị Hồng Phượng. Giọng nữ: ha ha ha. Rồi có tạp âm. Giọng nam số 2: quay qua làm chứng nè. Dạ, cậu nói sao thì tụi con cháu nghe vậy, nhưng mà con làm chứng, hi hi hi. Để lâu lâu con đi đâu đường xá xa xôi á thì con ghé đây con ngủ ké. Giọng năm một nói: vô đây. Cái đất bán là cậu năm chỉ mua cho một chiếc xe hơi, và cậu cho thêm mấy tỷ làm vốn, còn căn nhà này con ở, và đồng thời là để sau này làm phủ thờ, không được bán gì hết. Con với mẹ con muốn cho Hồng Loan hoặc là cho Tiểu Linh ở sau là tùy con. Muốn cho là tùy con. Còn cậu là sẽ về Bình Chánh, cậu sẽ mua miếng đất. Mà cái nhà còn đến 2000 mấy mét vuông mà. Nó riêng. Giờ nó chia cho cậu khoảng chừng 200 mét là được rồi. Các vị thấy ghê chưa? Tức là bên phía của Nga là như là người giúp việc của Vũ Linh đó, mà cũng có được cho một cái miếng đất tới 2000 mấy mét vuông. Một giọng nữ nói: không, mà cậu phải ở đây với con luôn. Giọng nam hai nói: con làm chứng có, ha ha ha. Dạ con, ha ha. Giọng nữ: ha ha ha, tánh kỳ quá. Giọng nam hai: kỳ quá mình á. Con cháu không phải là hàm hồ mà nhảy vô ấy mà, nhưng cậu nói sao thì nghe vậy. Nhưng mà con làm chứng nghe cậu. Giọng nam một nói: của nó chứ của ai bây giờ? Giọng nữ: đó rồi, ok. Giọng nam hai: số 5 Đoàn Thị Điểm. Giọng nữ: số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận nha. Giọng nam hai: thoát kiếp nhà trọ rồi, yeah yeah. Giọng nữ: ha ha ha, xàm.
Sự kiện hành vi lập vi bằng kết thúc vào 15 giờ cùng ngày. Thừa phát lại tiến hành lập vi bằng và cam kết ghi nhận trung thực, khách quan sự kiện hành vi nêu trên trong vi bằng này. Kèm theo vi bằng này là các tài liệu văn bản, giấy tờ sau, hình ảnh lập vi bằng, đĩa đính kèm vi bằng. Thừa phát lại để giải thích rõ cho người yêu cầu lập vi bằng và những người tham gia về giá trị pháp lý của vi bằng này. Vi bằng này không thay thế văn bản công chứng, văn bản chứng thực, văn bản hành chính khác. Vi bằng này được đăng ký tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh và là nguồn chứng cứ. Vi bằng được lập thành 3 bản chính có giá trị như nhau. Giao người yêu cầu lập vi bằng 1 bản chính, đăng ký tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh 1 bản chính và lưu lại văn phòng thừa phát lại quận 10 1 bản chính. Đó quý vị. Như vậy là cái như là chúng ta đã thấy rõ luôn cái tờ giấy lập vi bằng của Hồng Phượng và Đông Dương nha, rất rõ ràng luôn. Thì cái như là mình đọc qua những cái đoạn mà đối thoại qua lại đó, thì mình thấy rõ ràng là họ cố ý là nhấn mạnh rằng đây là cô nhà số 5 Đoàn Thị Điểm ở trong cái clip đó. Cái này là cố ý nha quý vị nha, thấy rõ ràng. Và chúng ta thấy rõ ràng rằng là theo nhiều pháp luật họ quy định đó, và một số những cái luật sư họ đã trình bày về cái vấn đề về di chúc biện đó, thì cái di chúc biện là phải có người làm chứng bằng văn bản và được luật sư họ lập việc văn bản đó có người làm chứng, chứng cứ đàng hoàng đóng dấu của coi như là cơ quan pháp luật đàng hoàng, chứ không phải mà chứ chỉ có là cái di chúc biện không được quý vị. Rất là khó trong vấn đề này. Đó. Và đôi khi thì là cũng không có cái pháp luật nào mà chứng cho những cái clip mà ở trên mạng xã hội để lập vi bằng nó là di chúc biện cả. Hả? Đôi khi là những người mà họ nói chuyện trong cái clip đó là đôi khi họ đang uống bia uống rượu hoặc là do bị khích tướng khích bác bởi một người bên cạnh đó, thì họ nói ra trong khi mà đầu óc chưa được tỉnh táo lắm đó. Cho nên thì không có đủ cái tính pháp lý mà để đưa bất kỳ một cái video clip được quay nào trên mạng xã hội mà để nói đó rằng là cái bằng chứng miệng di chúc miệng, thì cái chuyện này thì bên phía của luật pháp họ không có quy định cái vấn đề này. Cho nên khách quan mà nói là như vậy thôi. Thì bây giờ cái như trong cái giai đoạn này thì cái giai đoạn của tòa án họ đang xử lý một cái bản án về cái vấn đề về dân sự tranh chấp tài sản giữa cô Sáu Hồng Nhung, con gái của mình là Hồng Phượng, với lại một bên còn lại là bên phía của Hồng Loan. Hiện tại bây giờ là tòa án họ đang làm việc, thì bên nào cũng có luật sư cả quý vị, và chúng ta cứ chờ xem coi như là sắp tới đây thì cái vụ kiện này nó sẽ như thế nào, thì chúng ta cứ chờ xem bên phía của pháp luật họ sẽ quyết định tất cả mọi thứ ha.